Có mặt tại Vida địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở cái video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối của cái chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D, một trong những chiếc đầu Blu-ray mới nhất mà Apple đã tung ra thị trường trong năm 2015. Thì cái việc kết nối và khởi động của cái chiếc đầu Blu-ray này cũng rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta cần phải cắm cái cổng dây nguồn để cấp nguồn cho cái chiếc đầu Blu-ray này hoạt động đó. Tiếp theo chúng ta kết nối cái dây cáp HDMI với cái màn hình hay TV của chúng ta và để cho cái chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D này có khả năng kết nối được Wi-Fi cũng như là kết nối được với những cái thiết bị ngoại vi khác như là smartphone hay tablet, thì chúng ta cần phải kết nối với cái USB wireless này. Thì cái USB wireless này nó bao gồm hai phần, một cái USB wireless và cũng như là một cái cổng kết nối mở rộng. Thì chúng ta cắm cái dây USB của cổng kết nối mở rộng vào cái cổng USB ở phía sau của cái chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D này. Sau đó chúng ta cắm cái USB này lên. Đó, vậy là xong. Cái chiếc đầu Blu-ray này sẽ có thể kết nối cũng như là phát tín hiệu Wi-Fi. Ngoài ra thì ở đây có một cái chiếc remote có trang bị đèn nền của Apple. Thì tuy nhiên đèn sáng quá thì mình không có thể cho mình thấy được cái tính năng bật tắt đèn nền. Thì một tí xíu nữa mình sẽ bật tắt cho các bạn xem. Thì bây giờ sau khi kết nối những cái thiết bị dây kết nối cơ bản xong thì chúng ta có thể thấy được là ở mặt trước ngay trên cái nút khởi động của cái chiếc Apple này nó hiện một cái đèn LED màu đỏ. Nghĩa là chúng ta đã kết nối và có điện ở trong đây rồi. Và để khởi động cái chiếc đầu Blu-ray này thì đơn giản thôi, bấm nút nguồn khởi động và các bạn thấy là cái đèn LED này nó chuyển sang màu xanh, cũng như là cái màn hình LED này nó hiển thị cái thông số, nghĩa là nó chào hello rồi. Thì đây là cái màn hình khởi động của Apple. Đó, thời gian khởi động của chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D khá là nhanh, khoảng từ 10 đến 15 giây là bạn có thể vào được màn hình chính. Thì cái màn hình thumbprint của nó chia làm hai dòng. Dòng phía trên nó là bố trí những icon tính năng cơ bản của cái chiếc đầu Blu-ray này, như là duyệt đĩa từ khay đĩa. Thì bây giờ mình sẽ bấm mở và đóng khay đĩa lại. Đó, chúng ta bấm vào nút open này. Đó, thì chúng ta có thể thấy là ở cái phần góc trái phía trên của màn hình nó sẽ hiện ra cái ký hiệu là ổ đĩa đang mở, và khi chúng ta bấm thêm một phát nữa nó close nó thì cái ký hiệu đó nó sẽ biến mất. Tiếp theo đó là cái tính năng nghe nhạc. Xem hình ảnh, xem phim từ những cái thiết bị ổ cứng gắn ngoài, bởi vì trên cái chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D này nó không có hỗ trợ cái khay ổ cứng gắn trong. Tiếp theo đó là cái mục Network, là nơi bạn có thể tìm kiếm và kết nối với những cái thiết bị trong cùng một hệ thống mạng. Và cuối cùng đó là cái mục Setup. Đây là cái mục mà bạn có thể giúp bạn có thể tùy chỉnh được những cái thông số trên cái chiếc đầu Blu-ray Apple BDB103D này, giúp cho việc trải nghiệm sử dụng của bạn được chất lượng hơn. Chẳng hạn như bạn có thể tùy chỉnh chế độ playback setup, video setup, audio format, audio processing, device setup hay là network setup. Ở cái phần network setup này là nơi bạn có thể cài đặt được cái mạng internet, và bạn có thể lựa chọn cái phương thức kết nối, chẳng hạn như là kết nối có dây hay là kết nối không dây. Thì ở đây lúc nãy mình đã kết nối cái đầu Blu-ray của mình với cái USB wireless, cho nên mình sẽ chọn cái tính năng là không dây ở đây, wireless. Thì khi chọn vào cái tính năng không dây này thì chúng ta sẽ scan hay là tìm kiếm những cái tín hiệu Wi-Fi ổn định và gần cái thiết bị của chúng ta và có khả năng sử dụng. Thì sau khi chọn và chúng ta nhập password nếu có, và cái chiếc đầu Blu-ray của chúng ta sẽ kết nối được với tính năng Wi-Fi. Thì cái tính năng Wi-Fi này còn giúp cho cái chiếc đầu Blu-ray của chúng ta có thể kết nối được với những cái thiết bị ngoại vi khác như là smartphone hay tablet, như lúc nãy mình đã nói. Thì trên cái chiếc đầu Blu-ray
Oppo BDB 103D này nó còn được trang bị thêm những cái công nghệ xử lý hình ảnh rất là tiên tiến. Chẳng hạn như ở đây ở trong cái mục video setup này, nó ở cái mục picture adjustment thì là nơi bạn có thể tùy chỉnh những cái chất lượng hình ảnh khi xuất ra và thông qua cổng HDMI. Thì ở chiếc đầu Blu-ray ở bộ BDB 103D này có hai cổng HDMI out, thì tuy nhiên thì chỉ có cổng HDMI 1 là được trang bị cái công nghệ Dolby Visual Resend cũng như là VRS Level. Cái cổng HDMI 2 thì lại không có, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây. Đó thì cái cổng HDMI 2 lại không có những cái tùy chỉnh của những công nghệ xử lý hình ảnh như trên cổng HDMI 1. Đấy. Đó, thì ở cái mục picture adjustment này bạn có thể tùy chỉnh được rất là nhiều thứ. Đó, mình sẽ trở lên cho các bạn xem. Đó, bạn có thể tùy chỉnh được độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa của hình ảnh, nó độ bão hòa của màu sắc này nọ rất là nhiều. Đó, rất là tiện lợi. Mục đích là giúp cho cái chất lượng hình ảnh của bạn khi trải nghiệm sử dụng cái chiếc đầu Blu-ray này được tốt hơn và chất lượng hơn. Ở cái mục device setup này là nơi bạn có thể xem cái thông số về firmware cũng như là nơi bạn có thể update firmware mới nhất cho cái chiếc đầu Blu-ray các bạn. Sẽ trở lại cái màn hình chính. Thì ở cái dòng thứ hai là nơi bố trí những cái icon của những cái ứng dụng được cài đặt sẵn trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB 103D này. Tuy nhiên cái điểm hạn chế trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB 103D này đó là việc những cái ứng dụng thuần Việt lại không được nhiều. Đó, bạn không thấy quá nhiều những cái ứng dụng mà có thể sử dụng quen thuộc trên những chiếc đầu phát Android như Hey Media hay là những cái chiếc đầu phát chạy nền tảng Linux như là Popcom hay là Dual. Đó. Tuy nhiên những cái ứng dụng này cũng là những cái ứng dụng khá chất lượng và đánh giá rất là cao. Đó. Rồi, thì về việc trải nghiệm sử dụng những cái tính năng cơ bản trên cái chiếc đầu Blu-ray Oppo BDB 103D này, mình sẽ gửi đến các bạn trong những video khác. Thank you.